Hôm nay mình mời các bạn đến thăm một trường đại học nổi tiếng ở miền Bắc California, đó là trường đại học Stanford. Viện đại học Stanford được biết đến với sức mạnh học tập, sự giàu có, gần gũi với thung lũng Silicon và được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu trên thế giới. Khuôn viên chính của viện đại học này rộng rãi và đẹp đẽ, nằm cách San Francisco 60 km. Về hướng Đông Nam. Trường Đại học Stanford nằm ở thành phố Palo Alto, cách San Jose khoảng 20 cây số về hướng Bắc, nơi có rất đông người Việt sinh sống. Là viện đại học có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, viện đại học Stanford có chương trình đầy đủ cho sinh viên đại học cũng như sinh viên sau đại học, cùng với một trung tâm y khoa nổi tiếng và nhiều trung tâm nghiên cứu và dự án phục vụ. Cùng với Viện Đại học Harvard, Viện Đại học Yale và Viện Đại học Princeton, Viện Đại học Stanford nằm trong nhóm những viện đại học tốt nhất của Hoa Kỳ. Viện Đại học Stanford được thành lập bởi Leland Stanford, trùm tư bản về đường xe lửa và là thống đốc của tiểu bang California, và vợ ông là Jane Stanford. Viện đại học được đặt theo tên người con duy nhất của hai vợ chồng là Leland Stanford Jr. Anh chết do bệnh thương hàn khi còn trẻ. Những người dân địa phương và các thành viên của viện đại học thường gọi trường là The Farm, tức nghĩa là nông trại, vì trường nằm tại địa điểm đã từng là trại nuôi ngựa của Leland Stanford. Giấy phép thành lập Viện Đại học Stanford được viết ngày 11 tháng 11 năm 1885 và được chấp nhận bởi ban quản trị đầu tiên ngày 14 tháng 11. Viên đá móng được đặt xuống ngày 14 tháng 5 năm 1887 và trường mở cửa chính thức vào ngày 1 tháng 10 năm 1891, đón 559 sinh viên. Học phí được miễn, có 15 giáo sư, trong đó 7 giáo sư đến từ trường đại học Cornell. Trường đại học được thành lập với danh nghĩa cơ sở đào tạo hỗn hợp cho cả nam và nữ, nhưng trong nhiều năm họ vẫn hạn chế số sinh viên nữ nhập học. Những người khổng lồ về công nghệ từng học tập ở Stanford gồm có Marissa Mayer của Yahoo, Larry Page và Sergey Brin của Google, Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal, cựu giám đốc điều hành của Microsoft là Steve Ballmer. Bill Hewlett và David Barker là những người đồng sáng lập cho công ty HP, tức là công ty Hewlett-Packard, cũng đã từng là sinh viên của trường đại học nổi tiếng này.
Đây là ngôi giáo đường nằm trong khuôn viên chính của trường Đại học Stanford. Vào những ngày cuối tuần, rất đông du khách đến đây để tham quan. Nhưng hiện giờ nhà thờ đã đóng cửa nên mình không có dịp vào bên trong để quay cho các bạn xem. Đây là đài tưởng niệm được dựng lên bởi bà Jean Stanford vào năm 1899 để tưởng nhớ đến người con trai của bà là Leland Stanford Jr. đã mất sớm vào lúc mới 15 tuổi. Và đây là một lớp của môn xã hội học.
còn đây là phòng thí nghiệm về vật lý. Khuôn viên của trường trồng rất nhiều cây xanh, tạo nên không khí thật mát mẻ. Đây là một lớp học về khoa học địa chất. That was already shattered. Holding on to what we have, you take us to the edge and back. Holding on to what we have, you take us to the edge and back. Và đây là tòa nhà của môn khoa học về trái đất. Nhà trường cung cấp rất nhiều xe đạp để các sinh viên di chuyển qua lại giữa các lớp học. Còn đây là một lớp học của kỹ sư cơ khí. Thank you.
Ngôi giáo đường này được dựng lên bởi bà Jean Lathrop Stanford để tưởng nhớ đến người chồng của bà là Leland Stanford đã mất vào năm 1893, lúc đó ông 69 tuổi. Còn đây là gác chuông cho ngôi giáo đường của trường đại học Stanford. Còn đây là một tổ chức cho những ý tưởng xác định của một xã hội tự do.
Những dải hành lang dài hun hút với những cột trụ vòng cung đã tạo nên điểm nổi bật nhất của trường Đại học Stanford. Đây là tổng quan toàn diện mặt trước của trường Đại học Stanford. Mình xin tạm dừng clip video này ở đây và hẹn với các bạn vào những video tiếp theo. Chúc các bạn có những ngày vui vẻ. Chào các bạn.